tôi nói như thế. Ông bà chúng tôi để lại cho tung trời, tại sao nhà nước muốn thu hồi? Thu hồi nhưng mà làm kinh doanh. Nếu cảm thấy Linh Mục cảm thấy quyết định này mà phạt không đúng sai thì Linh Mục có quyền khiếu nại. Khiếu gì vừa rồi cũng một lần rồi. Khiếu gì khiếu? Có quyền khiếu nại chứ. Khiếu của khoai. À, tôi sẽ đọc. Mời Linh Mục nghe thôi. Còn việc cái việc mà Linh Mục nhận không nhận thì chúng tôi sẽ đọc thôi. Tất cả những hành động đó nhằm mục đích chống phá sự nghiệp cách mạng, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng. Luận điệu sai trái, thù địch đó đã vấp phải pháo đài vững chắc, thế trận lòng dân. Những người con của núi rừng Tây Nguyên vẫn giữ niềm tin tuyệt đối với Đảng, với Bác Hồ. Họ vẫn miệt mài nơi biên cương, giữ gìn an ninh cho Tổ quốc, thầm lặng nơi vùng sâu, giúp người dân xóa đói giảm nghèo. Họ góp phần đưa đất nước phát triển với một cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Trước đây là mẹ cháu để là cháu để bà đỡ, cho nên bây giờ cháu lớn lên thế này là cố gắng cháu đi học đi hành này để tiến bộ nhá, phải ngoan ngoan, cháu ngoan của bác, học tập giỏi, để bà rất là mong muốn dân tộc Bro mình nên người. Cháu lớn lên như này cháu cũng cảm ơn bà. Hàng chục năm nay, người dân ở Đắc Mế đã quen thuộc với hình ảnh giản dị này. Bà từng là già làng, y sĩ, cựu chiến binh, ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thế nhưng, người Bờ Râu chỉ gọi bà bằng cái tên giản dị, yêu thương, Giả Ban. Là một trong năm dân tộc có dân số ít nhất cả nước, đời sống của người Bờ Râu gắn bó với núi rừng, với cuộc sống du canh du cư. Trong ký ức của bà, cuộc sống của người Bờ Râu trong rừng khó khăn. Khi ốm đau, họ uống thuốc từ lá rừng hoặc tin theo lời thầy cúng, cúng heo, cúng bò. Nhiều người đã chết hoặc chịu những di chứng nặng nề. Vòng luẩn quẩn ốm đau, bệnh tật và đói nghèo cứ mãi đeo bám dân làng. Lúc ở trong rừng thì là dân làng rất là cực khổ, mà đòi khát rồi uống nước lá để ôm đau thì nó cũng phải là chết, thì là chết trong rừng để có thuốc men đâu, ngày xưa không có gì hết, rất là cực khổ vất vả. Dân Bro ngày xưa nó chết trong rừng nhiều, thậm chí là chết cả mẹ cả con luôn, vì không có người, không có y tế. Lần theo lịch sử, nơi cư trú của người Bờ Râu, làng Đắc Mế nằm trên địa bàn chiến lược ngã ba Đông Dương, giữa miền biên giới Việt Nam, Lào, Campuchia. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, người Bờ Râu vẫn bám rừng, không xa rời dải đất biên cương của Tổ quốc. Họ trở thành những chiến sĩ giao liên, những đội viên dân công hỏa tuyến. Lúc trước thì không có quân chỉ như bây giờ đâu. Lấy cái dây rừng là bắt đầu tước dây rừng, bắt đầu xẻ từng cây một. Lấy cái que ông nứa to da thế này này, gọt bắt đầu là đúc cái lỗ ở đây, khâu rút nghệ.
Sâu rốt nghe này, khâu vong này, cho bộ đội mình, vì là ngày xưa thì là hoạt động chưa có cái gì cả, nó khổ sở lắm, bộ đội mình nó vất vả. Thế là bảo tôi khâu rốt nghe, khâu vong, rồi cả bên dân làng người ta đi hoạt động ở trong rừng á. Cũng bởi bom đạn của kẻ thù, ba mẹ của Ipan mất. Bà lớn lên trong sự đùm bọc của dân làng Đắc Mế, của bộ đội. Lớn hơn, bà được tập kết ra Bắc học ngành y. Tôi học ở đấy thì một năm bác Hồ thăm một lần. Bác Hồ thăng hy hiệu cho ba, hy hiệu cho ngoan của bác. Tôi cảm xúc rất là mừng, rất là phấn khởi, vui phấn khởi lắm thấy bác. Mà trước đây mình ở miền Nam mình có thấy bác bao giờ. Bác vô vai tôi, cháu ngoan nhé, cháu ngoan, đặc quý tôi lắm. Vì thấy người dân tộc ít người mà. Những lời căn dặn của bác là động lực để Ipan phấn đấu, nỗ lực trong suốt chặng đường học tập, làm việc. Năm 1974, bà Ipan trở về Kon Tum phục vụ chiến dịch Tây Nguyên. Sau giải phóng, bà công tác tại nhiều vị trí khác nhau và đến năm 1990, bà quay về lại thôn Đắc Mế. Thời điểm này, cũng như nhiều địa phương khác của tỉnh Kon Tum, đời sống của người dân Bờ Râu còn nhiều khó khăn. Thôn chỉ có vài chục nóc nhà, nhưng nhà nào cũng nghèo, cũng đói. Người Bờ Râu bị níu chân bởi hủ tục, người lớn không biết chữ và những đứa trẻ cũng chẳng được đến trường. Vốn sẵn nghề y trong tay, bà Ipan đến từng nhà, vận động người dân ăn sạch, uống sạch, giữ gìn vệ sinh thôn làng. Nhà nào có người ốm đau, bệnh tật, bà đến tận nơi thăm khám. Thời điểm đó, một mình bà cứ vừa làm nương, làm dẫy, vừa làm công tác phụ nữ, lại gánh vác thêm công tác y tế của thôn. Cung may ra là khỏi, may ra là không khỏi chết, cho nên là tin tưởng về thuốc mình, về đảng nhà nước giáo dục mình nghe lời. Bây giờ có bệnh xá, có bệnh viện, nếu mà đau nhẹ thì đi khám khám xá, nếu mà đau nặng thì đi bệnh viện, đừng có cung bái nữa, tuyệt đối tôn kém. Cách đây hơn 20 năm, chị Nang Pri đã được giải Ipan cứu sống. Năm 2000, chị mang thai con đầu lòng. Vì chưa có kinh nghiệm nên đến cuối thai kỳ chị vẫn lên dẫy. Khi trở về nhà, chị có dấu hiệu chuyển dạ, bụng bắt đầu đau nhưng không thể sinh con. Nhìn vợ đau đớn, anh Thao Ốt đi tìm thầy cúng về cúng con ma. Thế nhưng lễ cúng kết thúc, chị Nang Pri vẫn chìm trong đau đớn. Nhận được tin, bà Ipan đã tìm đến tận nhà anh chị giúp chị sinh con. Không may mắn, đứa trẻ đã mất, nhưng tính mạng của chị Nang Pri đã được giữ lại. Rồi lần lượt, những đứa con sau này của chị đều do một tay bà Ipan đỡ đẻ. Ngày ấy tôi đau bụng lắm, cũng đi khám, đi cúng rồi nhưng không đỡ. May có bà Ipan cứu, nếu không giờ này tôi cũng chết theo con của mình rồi. Gia đình tôi biết ơn bà Ipan nhiều lắm. Lúc đấy bà con chưa biết hiểu là đi bệnh viện như nào, là cô Ipan cũng có hướng dẫn cho bà con biết là mình đi bệnh viện này có ý nghĩa là mình có cái thuốc men mình cứu chữa đau ốm sốt rét này kia thì mình có thuốc mình cứu được, thì mình ở đây mình cũng không cứu được. Nếu lúc thì đi xin đẻ thì có cô Ipan cũng đỡ đẻ và lúc đấy thì bà con có học hỏi với cô Ipan cũng nhiều. Có ý nghĩa, và từ đó bà con biết rằng là cô Ipan cũng là một người có uy tín, cũng người dân tộc Bờ Râu. Nghe lời Ipan, tin vào bác sĩ, không nghe lời thầy cúng, Đắc Mế đã không còn người chết vì sốt rét. Người Bờ Râu đã thành công bước qua hủ tục đã đeo bám nhiều thế hệ.
Thế nhưng bà Ipan biết, muốn để người Bơ Râu phát triển, họ phải đánh bại giặc rốt. Vậy là bà lại đến từng nhà vận động trẻ em ra lớp, thậm chí bà còn trực tiếp làm trợ giảng cho những lớp xóa mù chữ tại Đắc Mế. Chỉ khi có kiến thức, người Bơ Râu mới không còn tin theo lời xuyên tạc của kẻ xấu về đường lối chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước. Chữ là rất là quan trọng. Mình không biết chữ thì không biết cái gì đâu. Mình có chữ thì mình muốn làm cái gì gọi là học chữ là mơ màng, trí óc rồi chẳng khác gì như mình mở chìa khóa đó. Đấy. Rồi mình hiểu biết các thứ này nọ, đường lối chân sách các thứ này nọ. Nếu mình cứ học chữ thì mù mít, không biết gì. Những đứa trẻ của Đắc Mế đã được đến trường, trong đó có người trở thành công an, bộ đội. Cũng có người đã trở thành đại biểu quốc hội, bước chân vào hội trường Diên Hồng. Ngày xưa đang sống ở trong làng ấy, mình chưa đi học cấp 3 thì bà lúc nào bà cũng động viên và gần gũi với mọi người. Tại vì trong làng chỉ sống với nhau, quanh quẩn có mấy chục hộ à, nên là nhà nào bà cũng đến tận nhà, cũng giúp cho mọi người những cái mà kể cả cái việc cơ bản nhỏ nhất, đó là giữ gìn vệ sinh sạch sẽ ở xung quanh làng này. Rồi cái vấn đề học sinh nữa, bà lúc nào bà cũng động viên gia đình từ cái bố mẹ đầu tiên đã cho nó đi học. Đến tuổi đi học rồi phải cho nó đi học, đặc biệt là các cháu mà 5-6 tuổi mà chưa chịu đi đến trường ấy, là bà lúc nào bà cũng phải động viên gia đình bớt đi làm nương làm rẫy, ngủ lại ở đấy cho các cháu nó ở lại trong làng để mà đi học. Thì lúc đấy mình thấy là bà giống như là một ông bụt đấy, cái chỗ mình gọi là giang đấy. Năm 2012, già Ipan được người Bơ Râu tín nhiệm bầu làm già làng. Đây là việc làm chưa từng có tiền lệ. Trên cương vị mới, một lần nữa bà đưa ra những quyết định về đời sống của người Bơ Râu ở Đắc Mế. Đó là xóa bỏ tục phạt vạ. Mọi hành vi vi phạm đều được xử lý theo pháp luật chứ không còn theo lệ làng. Ý kiến của già làng Ipan đã vấp phải không ít sự phản đối của những người lớn tuổi. Dẫu biết khó nhưng bà không nản, bởi bà biết đó là việc làm có lợi cho người dân Đắc Mế. Với những đóng góp đó, bà được bầu là Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bầu làm già làng năm 2012 đó, 12-13 bầu, bà không muốn đâu. Mình không già làng, mình cũng tuyên truyền dân. Không làm mình cũng tuyên truyền dân. Mình là người ta có khuyết điểm gì thì mới bắt phát người ta có đáng. Mình phải đoàn kết với nhau, phải học tập tư tưởng đạo đức Bác Hồ nói họ như vậy. Bên Gia Lăng thì được 15 năm đấy. Nhưng mà bà không bắt phát ai cả. Ngày xưa thì tôi biết hồi tôi con nhỏ đó, người ta vợ chồng mà bỏ nhau nó bắt phát con trâu con bò mình lấy ở đâu? Gia Lăng đấy. Đó. Nhưng mà bây giờ thì không làm như thế được. Và tốn kém về kinh tế. Bây giờ là chủ yếu là phải làm sao phải phát triển kinh tế, chăn nuôi rồi. Bước qua hủ tục lạc hậu, Đắc Mế đã đổi thay. Một lần nữa, bà Ipan cùng chính quyền địa phương xóa thôn làng trắng đảng viên. Bởi bà biết, có đội ngũ đảng viên thì những đường lối, chính sách của Đảng sẽ đến gần hơn với người Bơ Râu. Dưới sự dìu dắt của bà, Đắc Mế đã có 5 đảng viên. Họ là những hạt nhân trong cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ cách làm, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Và cũng chính những cánh tay nối dài của đảng này đã tuyên truyền để người Bơ Râu hiểu hơn về những âm mưu của kẻ thù trong việc gieo rắc mâu thuẫn giữa các dân tộc thiểu số với người Kinh, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đã nghĩ rằng mình đảng viên hay là mình đi trước, mình kinh nói mình đi trước, mình vừa cần suy nghĩ trước, mình nói để bà con hiểu, để bà con nghe là cái lời nói mình đảng viên phải gương mẫu, đầu tàu,
Phải xây dựng để bà con học hỏi, nói theo. Với vai trò là một già làng, một ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là cánh tay nối dài của Đảng tới người dân Bờ Râu, Già Ipan đã góp sức làm thay đổi cuộc sống của người dân Đắc Mế. Các chính sách giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, chính sách dân tộc và phát triển đã được tuyên truyền đến người dân nơi đây một cách đơn giản, dễ hiểu. Cũng nhờ bà, những tâm tư, nguyện vọng của người Bờ Râu được gửi gắm đến chính quyền các cấp. Khó khăn được tháo gỡ, cuộc sống của người dân vùng biên giới này no ấm hơn, sung túc hơn. Điều đặc biệt, theo năm tháng, Đắc Mế đã trở thành nơi quần tụ của 9 dân tộc anh em. Dưới mái nhà rông, trái tim của làng, các dân tộc anh em cùng chung tay gìn giữ sự đoàn kết. Người Mường, người Thái hay người Tày đã định cư ở Đắc Mế đều là những đứa con của làng. Và già làng Ipan là sợi dây kết nối mối thân tình đó. Trong năm nay còn một cháu đó là nó học lớp 7 hả? Vâng. À, còn đứa này là lớp lớp 1 hả? Nhưng mà các cháu cố gắng tạo điều kiện cho các cháu đi học hành nhé. Vâng. Thì cháu lớn thì học cũng năm nào cũng, cũng được tiến tiến, nhưng mà vẫn được lên lớp và đừng có cho cháu nó bỏ học. Được tụ lớp năm nào đâu. Dạ, phải đi học đều đều. Không có gia đình cũng phải đi lo tiền lo bạc cho cháu đi học thôi. Còn không tiền không bạc thì cần lo bây giờ sinh hoạt gia đình nữa, nào là cháu đi học đấy, nhưng mà phải cố gắng thôi. Dạ. Biết làm thế nào thì mình cho con cháu bỏ học bao giờ nó mù chữ là ra đường nó không biết gì đâu bà. Bà chú hay động viên gia đình làm ăn làm uống với lại động viên gia đình kinh tế các thứ con cháu đi học hành ấy. Và bà cũng hay quan tâm gia đình với từ xưa đến nay thì có lúc cháu đang vào đây thì thiếu thốn cái này cái kia bà cũng giúp. Và chỉ biết mỗi bà đây thôi là đầu tiên vào đây ấy. Bà có gạo thì bà giúp gạo, bà có tiền là bà giúp tiền. Và với lại bà động viên gia đình làm ăn làm uống và làm kinh tế phát triển theo noi gương theo hàng xóm với lại anh em bạn bè trong làng trong xóm. Bà đóng góp vai trò rất là quan trọng, trưởng ban công tác mặt trận của thôn luôn, nên là vận động bà con là chấp hành cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng cũng như là pháp luật của nhà nước, rồi là học hỏi các cái dân tộc ở trên địa bàn để mà phát triển cái kinh tế, rồi đưa các cái loại cây trồng vật nuôi vào để phục vụ sản xuất trong hộ gia đình, là để cho bà con dân tộc Bờ Râu phát triển được như ngày hôm nay. Những tháng ngày bình yên, hạnh phúc này của người Bờ Râu được đổi bằng máu, mồ hôi và nước mắt. Thế nhưng các đối tượng xấu vẫn luôn tìm cách để gây rối. Chúng trà trộn, dụ dỗ, lôi kéo người dân vận chuyển, buôn bán ma túy, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Lợi dụng địa hình của xã có trên 20 km đường biên giới giáp hai nước bạn, có nhiều đường mòn lối mở. Giữa bà con có mối thân tộc đối với cụm bản phía nước bạn. Các đối tượng đã lợi dụng, lôi kéo, mua chuộc người Bờ Râu trở thành những con mồi mua bán, vận chuyển ma túy. Pờ Y trở thành điểm nóng về ma túy của tỉnh Kon Tum. Già Ipan cùng người dân ở Đắc Mế lại sẵn sàng trên trận tuyến chống ma túy. Trong lúc các lực lượng chức năng tấn công vào các tụ điểm buôn bán, tàng trữ ma túy, thì đội ngũ người có uy tín của Đắc Mế đi từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng người để bà con rời xa ma túy. Qua những buổi tuyên truyền, gặp gỡ, người dân đã hiểu hơn về tác hại của ma túy, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Thế trận lòng dân được xây dựng củng cố. Nhờ đó, hàng chục đối tượng tội phạm về ma túy đã bị phát hiện, bắt giữ. Tụ điểm, điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn đã bị triệt phá. Trên địa bàn xã Bờ Y thì là điểm nóng trong cái việc là ma túy. Thì cô cũng thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt, không thực hiện việc là mua bán, tàn trữ cũng như là tiếp tay vận chuyển ma túy, tránh để cái kẻ xấu lợi dụng trục lợi.
rồi cũng vận động bà con biết áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chăn nuôi có chuồng trại, giữ vệ sinh môi trường chung, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn xã. Thì có thể nói là già làng Y Ban cũng là một tấm gương. Đội ngũ già làng này, trưởng bản này, những người uy tín thì trong tiếng nói trong cộng đồng là rất là cao. Thế thì riêng đối với bà Y Ban thì với đơn vị đánh giá rất cao về cái sự là gương mẫu, đấy, mẫu mực, lời nói là chuẩn mực đi đôi với việc làm, và cái sự uy tín của bà đã lôi kéo được coi thế là người dân nghe, dân hiểu và làm theo những cái hướng dẫn rồi những cái chỉ bảo của bà. Đấy thì bà cũng là một cái cầu nối giữa coi thế là chính quyền địa phương đấy với người dân, đưa các cái chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với đồng bào. Cuộc sống của người dân bình yên, Đắc Mế bình yên, biên cương bình yên. Thế nhưng già Y Ban vẫn còn đó những nỗi niềm trăn trở. Tôi mong muốn là dân tộc Bro mình, người Bro mình là làm sao vững mạnh hơn và phát triển kinh tế xã hội mạnh hơn. Mong muốn của bây giờ như thế đó. Bà rất là yếu rồi. Bà chỉ gửi gắm những cái tâm tư nguyện vọng của bà lại cho mình. Và bà nói là ngày xưa bà rất là thương các cháu. Bà cũng rất là nghiêm khắc với các cháu. Rồi bà cũng mong muốn các cháu nên người trưởng thành lên để tiếp nối thế hệ của bà. Để làm sao các cháu là những người trẻ, những người giỏi hơn bà, những người mà có thể tiếp cận đến những cái chính sách, đặc biệt là những chính sách dân tộc liên quan tới dân tộc mình, liên quan tới những cái dân tộc khác, để sau này mình tuyên truyền cho bà con, cho nó đỡ khổ đi, bớt cái nghèo cái đói đi.